Rồi, chào tất cả anh em cầu thủ nha, để quay trở lại video của em đây. À, thì như hồi sáng em đã báo cho mình nha, là hôm nay là chiều ngày 18 tháng 5 thì video là video 339 thì em sẽ lên một lô máy cho mình. Ở đây thì toàn lô máy tài sản sách tay. Thì anh em cứ chốt đơn thì vẫn như cũ nha, vẫn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo bên em. Thì ở đây thì có đủ mẫu máy cho mình nha. Đây, máy thì ở đây có sẵn cho mình là Stella, Biomaster, Ultega, những dòng ở đây đều có hết. Navi đầy đủ cho mình nha anh em. Trong đây thì em tổng của chúng mình là 25 mẫu máy nha. Máy size từ tầm khoảng 1.000 tầm khoảng trên 10.000 cho mình. Có Stella và những con cối nông đầy đủ luôn. Thì giá báo trên video thì chưa bao gồm phí ship nha anh em. Ship một đơn là 30.000 đối với máy. Anh em mua từ hai sản phẩm nha, hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ tiền ship hết. Hoặc ship có thì anh em cứ nhận hàng đồng kiểm hết giùm em nha. Em hết. Thì tất cả máy đây thì em đã kiểm tra qua rồi, máy hoạt động rất là ok. Với lại là rồi, máy thì em đã kiểm tra hoạt động ok hết. Và những cái dòng ở đây thì em sẽ báo thông số từng mẫu con chi tiết cho mình luôn và giá nha. Rồi con máy mã số 1 cho mình, em sẽ lên cho mình con máy của dòng Daiwa nha anh em. Daiwa là Daiwa Frame nha, Daiwa Frame 2500. Cái dòng là có ABS nha anh em, Daiwa Frame 2500 có ABS. Con này hàng là hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật. Có mã sẽ mã số 1 cho mình nha. Thông số cước đi kèm cho mình. Con máy này cước số 2 được 200m, cước số 3 được 150m nha. Daiwa Frame, size của máy là 2500. Toàn thân con này là carbon và kim loại cho mình nha. Nói chung là máy của nó là cối cái nút toàn thân là full carbon nha. Cối nút kim loại hết. Đây qua Frame thì máy rất là mượt, hàng Thái Lan. Gạt cước này. Cối cho mình ạ. Con này có cước sẵn nha. Anh em về để mình câu cũng được, hoặc là mình thích thì mình đổi cũng được nha. Cước Nhật thì đa số rất là ngon. Thì máy có xây xước. Có xây xước ở đây nha. Xây xước ở đây này. Có xây xước xây sơ. Xây xước xây sơ cho mình nha. Trong này máy có xây xước. Nhưng máy hoạt động rất là ok. Rồi em sẽ test máy cho mình. Có ABS đầy đủ này. Một chiều. Đây, một chiều nha, máy hoạt động rất là ok cho mình. Một chiều nha anh em. Rồi hai chiều cho mình nha. Hai chiều. Trong máy rất là nhẹ luôn. Dòng mà thì đến ISO test sẩy luôn mình này. Đây, máy ok cho mình nha. Rồi con máy Daiwa Frame, con này thì size 2500, Thái Lan. Con này có mã số 1, giá máy là 700 nha anh em. Giá con này là 700.000. Có xì xước nha. Không đáng kể. Rồi máy số 2 cho mình. Máy số 2 cho mình, em sẽ lên cho mình là một con máy của dòng Biomaster nha. Máy của hãng Shimano. Biomaster. Con này là Biomaster 8000 PG nha anh em. 8000 PG, con này thì có dùi sẵn nha. Có dùi sẵn cho mình. Cho mình xin xem tình trạng máy cho mình nha. Con máy này thì hàng cho mình là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật cho anh. Malaysia xuất thị trường Nhật, có mã code này. Mã code đầy đủ. Trong đích có xây xước thì sơ. Này, có xây xước nha. Con này có dùi sẵn cho mình. Size máy xe 8000. Shimano đa số là size cho mình là size chuẩn. Còn những dòng Daiwa thì nó size nó sẽ khác nha. Size thật nó sẽ khác là size thông số trên máy. Rồi thông số cước của máy nha. Thông số con này là cước số 5 275m, cước số 6 được 220m, cước số 8 được 160m cho mình. 8000. Đây, cối inox cho anh em. Toàn thân là full carbon cho mình. Đây, cối ok này. Gạt cước này. Nhảy nha. Rồi test máy cho mình. Những cái dòng mà đời cao thì có ABS hết. Đây, máy rất là mượt nha. Kinh đúng quay cũng lớn cho mình, dễ cầm này. Rồi hai chiều ạ. Đây, chụp rất là mượt. Những dòng ở đây thì đổi tay trái phải được hết. Anh em muốn đổi thì cứ inbox nha, em sẽ đổi từng cổ cho mình. Rồi Biomaster size 8000. 8000 nha anh em. 8000 HPG. Con máy này có mã là số 2, giá là 3.100.000 nha, 3.100.000 nha. Rồi số 3 nha. Số 3 em sẽ lên cho mình con máy của dòng Stella. Thì đây thì có mấy con Stella luôn. Thì máy tùy theo đời nha anh em, theo đời và giá. Nó sẽ mới hơn thì giá sẽ tốt hơn cho mình. Rồi con máy này có mã số 3. Con máy này thì có cái nắp bên này nha. Cái nắp bên này thì nó mất cái nắp. Em báo tình trạng máy là mất cái nắp. Rồi con máy Stella. Con máy này là Stella 6000 nha anh em. Stella 6000. Con này hàng cho mình là hàng Japan. Máy này có mã số 3. Hàng Japan. Rồi tình trạng máy thì mất một cái nắp một bên. Cối thì là cối inox. Dòng thì đời cao hết. Cho mình cũng ok. Những cái đời được mà Stella dòng này thì đều cũng hơi sâu một xíu cho mình. Có dù sẵn nha, có dù sẵn này. Dòng thì lưỡi ga đầy đủ hết. Cối này, gạt cước. Trong dòng thì rất là nhạy nha. Gạt cước rất là nhạy cho mình. Rồi tình trạng máy nha, có xây xước này. Có cối có xước nha. Cối có xước cho mình. Tình trạng thì có xước nha. Nhưng máy hoạt động rất là ok. Rồi thông số cước của con Stella 6000 rồi nha. Hơi mờ một xíu. Cước số 4 được 250m.
Cước số 6 được 200m, cước số 5 được 200m và cước số 6 là 150m nha anh em. Thông số này mở một xíu cho mình. Rồi em test máy cho mình nha. Con máy này một chiều ạ. Đây, một chiều nha. Chiều là rất là mượt rồi, dạng cao cấp của Xi rồi. Hai chiều. Hai chiều nha anh em. Chúng cái dòng thì rất là mượt nha. Đây, máy rất là mượt. Rồi con Teola này có mã số 3, giá của máy là 3 triệu nha anh em. Giá con này là 3 triệu cho mình ạ. Rồi số 4 nha anh em. Số 4 em sẽ lên cho mình được con Teola nha. Con Teola size lớn. Teola 10.000, con 10 con này size 10.000 thì con này nó sẽ đẹp hơn là con 6.000 cho mình một xíu. Đây, lưỡi ga đầy đủ này. Cối. Con này có dù sẵn cho mình em, có dù và cước nha. Cái đoạn đầu của nó là cước. Thì những dòng Teola thì hàng Japan hết. Con này có mã số 4 nha anh em. Số 4 giá máy được là 3 triệu cho mình luôn. Shimano có xây xước này, có xước sơn nha. Tay quay thì rất là lớn, hình đúng tay quay lớn cho mình này. Nói chung là mượt, mình cầm là chắc tay hơn cho mình. Theo là chứ con này còn rất là mượt nha này, mượt và đẹp là con 6.000 cho mình. Thì những dòng ở đây thì con nào xây xước thì em sẽ bán giá thấp hơn những con mà không xây xước nha. Rồi cái con này thì nó cái có cái chặn cước cho mình nha, cái dắt cước nó bị gãy rồi. Tình trạng của nó em sẽ báo trước hết. Rồi Teola 10.000 nha anh em. Cối này, gạt cước này. Trong là dòng rất là mượt. Rồi thông số cước cho mình, cước số 6 được 300m, cước số 8 200m và cước số 10 là 150m. Rồi em test máy cho mình. Test máy cho mình nha anh em. Rồi test máy cho mình nha, một chiều này, qua ABS nha. Đấy, rất là mượt. Thì những cái dòng tay quay này thì anh em không cần vặn ra. Mình chỉ cần vặn là được thôi nha. Hai chiều. Đây, rất là mượt nha anh em. Teola thì biết rồi, dạng cao cấp của Nhật rồi, của Shimano. Rồi con Teola này thì có mã số 4, giá là 3 triệu nha anh em. Giá con này là 3 triệu cho mình. Rồi số 5, số 5 nha anh em. Số 5 sẽ lên cho mình con máy của dòng Daiwa nha anh em. Dòng Daiwa, máy Daiwa nha. Tình trạng con này cũng ok. Daiwa Japan. Cái dòng Daiwa này là Daiwa, Daiwa Kadila nha anh em. Kadia, Kadia. Con này size của máy là 3.500. Size thực của nó rơi cho mình tầm khoảng 5.000. Có dù sẵn nha, có dù sẵn. Đây, máy có xước này, có xước như này. Thì hàng bãi thì nó sẽ có xước nhưng mà ảnh hưởng không ảnh hưởng gì lắm đến chất lượng của máy nha. Trong ai không mình không có quan trọng về ngoại hình, mình muốn xài máy ngon mình dùng máy bãi là ok. Rồi lưỡi ga đầy đủ nha anh em, cối này, cối inox nha, gạt cước này, mượt nha, gạt cước và cối đều ok hết. Rồi con máy này thì em sẽ test cho mình nha, một chiều nha, qua ABS đầy đủ. Cadia nha anh em, của đây qua hai chiều. Rồi hai chiều cho mình nha. Để đủ cho mình này. Đây mắt đủ rất là ok. Rồi con máy này có mã số 5, giá con này là 900.000 nha anh em. Giá máy là 900, Cadia của Japan, đây qua. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mình nha, một con máy của dòng Teola luôn. Con Teola thì nó sẽ đẹp hơn là con Teola trước cho mình nha. Con này dạng đầy nó cao hơn. Rồi Teola, Teola sẽ đa số là hàng Japan hết. Japan hết nha anh em. Teola con này có mã của size của nó là size 6.000. Size 6.000 có dù sẵn luôn. Tình trạng nha anh em, có xây xước sơ sơ, không đáng kể cho mình. Teola mã số 6, size Japan, con thì còn đẹp hơn con size 6.000 trước cho mình ạ. Này, 6.000 nha anh em. Con này thì có dù sẵn nha anh em, có dù sẵn cho mình này. Đây, lưỡi ga nha, cối inox, gạt cước. Con này size 6.000, thông số cước cho mình nha anh em. Thông số cước của con này là cước số 4 được 240m, cước số 5 190m, cước số 6 150m nha anh em. 100m, anh sẽ test máy cho mình. Qua ABS thì đủ này, một chiều ạ. Đây, Teola thì rất là mượt rồi. Khỏi bàn nha. Thì anh em là chuyên máy mấy cái máy bãi này về. Anh em về thì anh em chế hoàn hàng lâu ngày thì máy bãi thì nó không mượt lắm. Thì anh em vệ sinh ít ra bãi vào hoặc mình có thể vệ sinh lại nha. Rất ok. Rồi con máy này có mã số 6, giá là 3.3 triệu nha anh em. 3.300.000, Teola số 6. Rồi số 7 em sẽ lên một con máy của hãng Shimano. Shimano nha anh em. Một con máy có dòng Shimano, Shimano là Shimano LF nha, Shimano LF. Dòng thì hàng của Malaysia xuất thị trường Nhật này, xuất thị trường Nhật. Con này thì full carbon, cối đi kèm là cối inox nha anh em. Có lưỡi gà này. Lưỡi gà và cước đầy đủ nha. Con này quần thì còn đẹp, size của máy là size 2500. Size 2500 con này bao mượt cho mình luôn. Dòng mà thì đánh ISO hoặc là lưu rất ok. Đây, tình trạng của máy nha. Có dù sẵn cho mình, dù nhỏ nha anh em, dù cho anh em đi lưu được. Đây, còn đẹp nha. Rồi cối của máy này, gạt cước nha.
Rồi thông số cước của con này, cước của nó là cước số 2 170m, cước số 2.5 150m và cước số 3 là 120m cho mình. Em sẽ test máy cho mình nha. Một chiều ạ, à, có ABS đầy đủ. Đây, dòng thứ rất là mượt nha. ISO hoặc lô hết sạch cho mình ạ. À. Hai chiều à. Trông con là cực kỳ mượt luôn. Mình có tiền thì mình lấy mấy cái dòng này mình đánh nó ok nha. Đánh mua một lần mình đánh hoài luôn, khỏi phải hư. Rồi Shimano LF con này có mã số 7, giá là 1.600.000 nha anh em, 1.600.000. Rồi số 8 cho mình. Số 8 nha anh em, số 8 sẽ là một con máy của Navi nha. Navi Shimano. Navi Shimano con này 6.000 PG, con này cực đẹp luôn. Dòng thì thích hợp anh em đánh lục. Đánh lục nha. Đánh lục đánh biển, đánh ngầm lăn xe hết sảy. Con này hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, con này còn rất là mới nha anh em. Con này có mã số 8 cho mình. Đây, mình có rất đẹp nha. Con này không xây xước gì nhiều luôn. Đẹp nha anh em. Rồi em báo tình trạng con này mất một bên nắp nha. Một bên nắp thì anh em về anh em kiếm cái nắp cũng được mình lắp vào thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Con này còn rất là đẹp, rất là mới. Đây, lưỡi gà này, cối này, gạt cước. Rất là ngon nha anh em, con này còn mới nha, trên 90%. Thông số cước của con này là cước số 4 được 240m, cước số 5 190m và cước số 6 là 150m cho mình. Test máy cho mình, có ABS đầy đủ này, tay quay núm lớn nha anh em. Đây, một chiều này. Rất là ok. Đây, hai chiều nha. Dòng Shimano Navi thì rất là mượt rồi. Navi cũng dạng cao cấp của C. Rồi con này cực kỳ mượt cho mình nha. Navi 6.000 PG. Con này có mã số 38 nha. Giá là 1.600.000 ạ. Số 8, 1.600. Rồi số 9 cho mình. Số 9 thì em sẽ lên một con máy của dòng Shimano nha anh em. Shimano hàng tuyển này. Một con máy Shimano. Con này là máy Shimano The Win nha anh em. Shimano The Win 4.000. Còn đẹp nha anh em. Rất đẹp luôn. Tình trạng con này hơi sảy nha. Cố đi kèm cho mình là cố inox. Con này có dù sẵn cho mình. Có dù sẵn nha anh em. Con này hàng cho mình là hàng Japan nha. Hàng Japan này có mã code đầy đủ luôn. Con này độ mới của nó trên 95%. Hầu như không xây xước gì luôn. Anh em nhìn kỹ nha. Không xây xước gì nhiều ạ. Rồi thông số cước con này là cước số 3 được 200m, cước số 4 150m và cước số 5 cho mình là 110m. Lưỡi gà, cối này, gạt cước. Trông rất là mượt. Em sẽ test máy cho mình nha. Đây, em sẽ test máy cho mình. Một chiều nha anh em. Em sẽ test một chiều trước nha. Đây, một chiều này. Đây, một chiều thì cực kỳ mượt cho mình luôn. Rất là mượt nha. Một chiều rất là mượt. Rồi, hai chiều cho mình ạ. Đây, một chiều và hai chiều thì rất là ok. Đây, cực kỳ mượt nha anh em. Rồi, con này thì từ Win Power. Con này có mã cho mình là mã số 9. Giá máy là 4 triệu nha anh em. Giá của nó là 4 triệu. Từ Win Power 4.000. 4.000. 4.000 nha anh em. Rồi, mã số 10 cho mình. Mã số 10 nha, em sẽ lên một con máy của dòng Shimano. Shimano nha. Con này là Shimano C3000. Shimano C3000. Con này hàng của mình là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Máy này có mã số 10 cho mình. Đây, C3000 nha em, xài tầm khoảng 3.000. Thì con này không có cước nha. Cái dòng Agot này, Agot thì không có cước sẵn. Cái này về vô cước nha. Đây, lưỡi gà này, cối này, cối inox nha em. Đây, gạt cước này, gạt cước đều rất là ok. Con tình trạng của máy thì còn mới, trên 9%. Cái nắp của nó thì hơi sức một xíu. Này, cái nắp hơi sức một xíu, không ảnh hưởng nha. C3000. Rồi thông số cước con này nha. Thông số cước con này là cước ni lông này, cước 2.5 được 80m, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m cho mình. Này, rất là ok. Ờ, có ABS đầy đủ, em sẽ test một chiều cho mình nha. Một chiều máy này rất là mượt nha này. Một chiều máy rất là mượt. Rồi hai chiều cho mình. Đây, hai chiều nha anh em. Rất là mượt. Cái dòng Shimano C3000 thì anh em biết rồi. Cái dòng thích hợp anh em đến lô ISO nha. Được lấy một con rất là ok. Rồi con máy này có mã cho máy là mã số 10. Giá là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000. Những dòng này thì đều hàng sách tay về cho mình. Rồi mã số 11 nha anh em. Mã số 11 em sẽ lấy cho mình một con máy của dòng Utega Shimano nha anh em. Shimano Utega size 6.000. 6.000 thì cực kỳ mượt rồi. Đây, cước có cước sẵn cho mình nha. Shimano Utega. Rồi, Shimano Utega nha anh em. Utega, cái dòng Utega thì đã biết rồi. Dạng cao cấp của C. Nó với Navi với lại cái dòng Bio thì nó cũng ngang nhau. Utega size 6.000. Con này hàng cho mình là hàng Japan nha anh em. Hàng Japan, mã số là mã số 11. 6.000. Rồi, lưỡi gai này. Lưỡi gai đầy đủ nha. Cối này. Cối ok, gạt cước. Gạt cước nhẹ nha anh em. Rồi, thông số cước của con này.
cước số 4 được 240m, cước số 5 190m và cước số 6 150m cho mình. Xem là Ultega. Nguồn thì có xây xước, có muối nha. Sơ sơ không đáng kể. Đây. Có xây xước này. 6.000 nha anh em. Dòng thì đến biển hoặc là đến lục thì hết sạch cho mình rồi. Lưỡi gà đủ. Rồi anh sẽ test máy cho mình nha. Có ABS thì đủ này. Ultega thì đời nó cao. Một chiều ạ. Một chiều như này, rất là mượt luôn. Hai chiều ạ. Đây, hai chiều cho mình nha. Một chiều và hai chiều rất là ok. Cực kỳ mượt nha em. Rồi con máy này thì có mã máy là mã số 11 nha em. Giá của máy là 2 triệu nha. Ultega 6.000, 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo sẽ lên một con máy nha. Máy dòng tay quay đôi. Còn dòng Shimano nha em. Shimano này. Dòng Shimano Navi XT, size của máy là size 3.000. Con máy này là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Con này thì tay quay đôi, size 3.000 nha. Cái dòng này thì anh em ISO hoặc là lưu hết sạch cho mình này. Size 3.000 nha em. Toàn thân của nó đều là carbon, cối đi kèm là cối inox. Con này hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, mã của máy là mã số 12. Mã số 12 ạ. Đây, cối như này. Cối này, lưỡi gà này, gạt cước. Tay quay đôi cho mình nha. Thế này rất là thích dòng tay quay đôi. Rất là nhiều nha em. Rồi thông số cước cho mình, light cap cước số 2 được 220m, cước số 3 150m, cước số 4 được 100m cho mình. Estate máy cho mình. Qua bét đầy đủ nha em. Navi 3.000, một chiều. Đây, một chiều nha. Cực kỳ mượt cho mình. Hai chiều này. Rất là mượt nha em. Đây, cực kỳ mượt luôn. Rồi con máy này thì có mã là mã số 12. Giá của máy là 950 nha em. 950.000. Rồi mã số 13 sẽ là một con máy nhỏ nha em. Con máy hàng tuyển cho mình nha. Máy nhỏ cho mình. Còn thích hợp mình câu lưu và câu ISO này. Rồi một con máy có dòng Ultega Shimano. Những cái dòng Ultega này thì đời nó cao. Ultega Shimano nha em. Con máy này có size của máy là C2000 nha. Ultega Shimano C2000. Con này hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Có mã code đầy đủ nha em. Có mã code cho mình này. Toàn thân là carbon, cối inox, gạt cước này. Dòng thì đời nó cao, lưỡi gà, cối thì đủ cho mình nè. Có cước sẵn cho mình nha. Đề cao, cực kỳ mượt luôn. Rồi em sẽ test máy cho mình nha. Có ABS thì đủ nha nè. ABS thì đủ nè, một chiều. Đây, một chiều nha nè. Rất là mượt luôn. Thì những dòng này lùa ISO hết sảy. Nhưng mà có tiền mà điều kiện là mình mua mấy con này thì rất là ok. Hai chiều. Hai chiều nha nè. Rất là mượt này. Đây, một chiều và hai chiều rất là mượt nha. Rất nhỏ nhẹ luôn, size 2.000. Con máy này có mã số 13. Giá của con này là 1.500.000 nha em. 1.500.000 nha. Size nhỏ thì anh em mình mua size nhỏ nha. Rồi mã số 14 nha em. 14 cho mình. Em sẽ lên một con máy nha. Con này cũng size nhỏ. Con này máy có dòng Bio nha em. Bio Master. Con này còn mới này. Bio Master size của máy là size C3.000 nha. Con này chưa có dù sẵn luôn. Chưa có dù nha. Còn rất là mới. Hàng này thì hàng Malaysia nha em. Hàng Japan. Hàng của máy là hàng Japan nha. Japan này nội địa cho mình. Có mã code cho mình luôn. Đây. Còn mới nha. Con này mới trên 90%. Bill Master. Lưỡi gà nha này. Lưỡi gà này. Cối này. Gạt cước cho mình. Trong tình trạng máy thì anh mới kiểm tra kỹ rồi. Anh em chốt đơn liên hệ nha. Trực tiếp qua số điện thoại bên em. Em ghi trên phần mô tả cho mình. Hoặc liên hệ hoặc là comment mã số nha. Rất là ok. Bill Master size 3.000. Rồi thông số cước của máy nha em. Thông số cước của con này là cước số 1, cước số 2.5 180m, cước số 3 150m và cước số 4 là 100m cho mình. 100m nha. Biomaster Shimano. Rồi em test máy cho mình nha em. Những cái dòng mà thì anh em muốn tháo thì quay á, muốn gập lại cho gọn thì mình quay nha. Đây, những cái dòng thì quay lại cho gọn này. Gọn nhẹ nha. Còn mình muốn siết vô thì mình siết lại thôi. Em sẽ siết vào nha, siết vào cứng xong em sẽ quay cho test cho mình. Một chiều này. Biểu Master thì hết sảy rồi nha em. Cực kỳ mượt luôn. Xe 3.000. Hai chiều. Đây. Trong một chiều và hai chiều thì cực kỳ mượt cho mình rồi. Con này còn rất là mới. Rồi, máy thì rất là mượt nha em. Cực kỳ mượt cho mình rồi. Rồi con máy Shimano xe 3.000 cho mình nha. Biểu Master xe 3.000. Con này có mã số 14 ạ. Giá của máy là 3.200.000 nha. 3.200.000. Rồi 15 nha em. 15. Em sẽ lên cho mình một con máy của dòng Shimano luôn. Shimano như này. Hôm nay chủ yếu là dòng Shimano hết cho mình ạ. Đại quan thì có một vài con thôi.
Rồi con này là Shimano nha em. Shimano Arenot XT, size của máy là size 2000. Con này hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật cho mình, mã số 15. Con này những dòng thì toàn thân của nó là carbon, và cối đi kèm cho mình là cối inox hết. Đây, lưỡi gà thì đủ này, gạt cước. Gạt cước và cố ok hết. Rồi thông số cước cho mình nha. Thông số cước con này là cước số 2 được 150m, cước số 2.5 120m, cước số 3 được 100m và cước số 4 được 70m cho mình nha. Thông số ghi sẵn cho mình. Con này từ ngoại hình của nó còn rất đẹp, trên 90% nha anh em. Đây, được ok. Arenot XT. Rồi em sẽ test máy cho mình. Một ABS một chiều nha. ABS đủ này. Một chiều. Đây. Rất là mượt nha anh em. Dòng Arenot này thì trong máy của Shimano thì yên tâm rồi. Những con này thì đợi nó cao. Mình coi thì rất là ok. Rồi, nhẹ thì chạy nha. Rồi con này thì có mã máy là mã số 15, giá là 850 nha anh em. 850.000. 15 850.000. Rồi 16 nha anh em. 16 thì em sẽ lên cho mình con máy nha. 16 là một con máy của dòng Shimano Nassi luôn. Nassi nha anh em. Nassi C5000. Thì trước đó em có lên cho mình một con Nassi C3000 rồi nha anh em. Một con Nassi C3000 rồi. Con Nassi C3000 thì mã số 10, giá 1.600.000 nha. Thì con này của nó là Shimano Nassi C5000 cho mình nha. Con này thì mã số 16, giá là 1.700.000, hơn con 3.100.000. Rồi con này thì hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật nha anh em. Malaysia xuất thị trường Nhật thì cũng là cối inox. Con này có dù sẵn nha anh em, có dù sẵn này, lưỡi gà đầy đủ này, gạt cướp mượt nha. Mình thì đẹp, có xì xước đây xíu thôi, xì xước không đáng kể này. Chúng rất là ok. Rồi thông số cước cho mình nha. Con này size 5000. Thông số cước cho mình. Cước số 4 190m, cước số 5 150m, cước số 6 được 120m ạ. Rồi, test máy nha. Một qua bé đầy đủ này, một chiều. Đây. Mượt chứ này, rất là mượt luôn. Hai chiều. Đây, một chiều và hai chiều rất là ok. Cực kỳ mượt ạ. Nassi thì rất là mượt nha em. Nassi thì rất là hiếm. Rồi mã số 16 nha em, giá của máy là 1.700.000 nha. Rồi mã số 17 thì em sẽ lên cho mình một con máy cối nông. Cối nông đánh lục nha em, đánh lục đánh biển này. Rồi một con máy cối nông, con máy này thì của hãng là Shimano nha em. Của hãng là Shimano. Shimano Power Arrow nha, GT6000. Con này thì mua pin sống, cối nông mua pin sống cho mình ạ, size lớn. Con này hàng cho mình là hàng Japan. Hàng Japan, hàng nội địa Nhật Bản nha em. Toàn thân con này là full carbon. Full carbon cho mình. GT6000. Đây, hai vòng xoay nha. GT6000. Con này mua bên sống cho mình nha anh em. Đây, gạt cước nha. Gạt cước nhạy này. Cối này. Rất là mượt nha. Rồi thông số cước của con này. Ratio con này là 3.8.1 nha anh em. Ratio 3.8.1. Thông số cước số 5 được 200m nha anh em. Cước số 5 được 200m. Đây, nó chỉ ghi vậy thôi. Có một thông số cước thôi. Rồi em sẽ test máy cho mình nha. Một chiều ạ. Cối nông. Cối nông của Shimano thì rất là ngon rồi. Một bên sống cho mình nữa. Mượt này. Hai chiều. Đây, một chiều và hai chiều ok nha anh em. Rồi con máy Shimano cối nông này, con này có mã số của máy là mã số mã số máy là mã số 17 nha anh em. Giá của con này là 1.100.000 nha. Giá của máy là 1.100.000. Shimano cối nông nha, GT6000, hàng Japan. Rồi con này thì tình trạng của nó bị mất một cái tem bên này nha anh em. Mất một cái tem thôi. Bên này thì còn cho mình này. Còn tem nha. Mất một tem một bên. Rồi mã số 18 nha anh em. Mã số máy là 18. Em sẽ đi một con Daiwa. Con Daiwa xe nhỏ cho mình nha. Daiwa rất đẹp nè. Cái dòng là Daiwa nha anh em, Daiwa Revolt nha. Revolt size của máy là size 2000, tầm khoảng 2000, con này dạng cối nông cho mình. Cối nông nha anh em. 2004. Con này hàng là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha anh em. Việt Nam xuất thị trường Nhật. Trong toàn thân là full carbon, cối đi kèm là cối inox, chưa có dụ sẵn. Đây. Rất là ok nha anh em. Lưỡi gà đầy đủ nè. Lưỡi gà và cối rất là mượt nha. Gạt cước này. Gạt cước đồ rất là ok luôn. Tình trạng con này thì còn rất là ok.
thích hợp anh em mình coi lua hoặc là coi ISO, coi nông, dạng coi nông nha anh em. Rồi em test máy nha, một chiều cho mình ạ. Này, dạng máy mini Việt Nam xuất thị trường Nhật cho mình. Hai chiều. Máy mượt nha anh em. Rồi có này thông số cước cho mình nha. Thông số cước của máy là cước cước số 4 được 120m, cước số 0.6 được 100m cho mình. Đây, 0.4 0.6. Kẹt cước ok hết. Con máy này thì có mã máy là mã số 18 nha anh em. Giá của nó là 650 nha, 650.000. Rồi máy số 19. Máy số 19 em sẽ lên cho mình con máy nha. Một con dòng của Shimano. Shimano Ultega nha anh em. Dòng Shimano Ultega đời cao này. Shimano Ultega cái dòng Evenke nha. Evenke. Con này tên của máy là C3000HG nha anh em. HG thì cái vòng tua nó sẽ cao hơn cho mình. Ultega còn rất là mới nha. C3000 đẹp này. Con này hàng cho mình là hàng Japan nha anh em. Hàng nội địa Nhật Bản, Japan này. Có mã code luôn. Con này độ mới của nó trên 95%. Những cái dòng mà stay về rất là hiếm nha anh em. Trong những cái dòng ở đây thì máy mới, giá mới của nó thì gấp tầm khoảng gấp 3 lần cho mình. Cối là cối lên inox cho mình nha. Cối inox này. Lưỡi gà đầy đủ nha anh em. Gạt cước. Gạt cước cối ok hết. Rồi thông số cước cho mình. Thông số cước con này là cước 2.5 180m, cước số 3 150m và cước số 4 cho mình là 100m. Nguồn còn rất là mới nha anh em. Ultega Evenke 3000HG nha. C3000HG cho mình. Rồi em test máy nha. Qua bếp thì đủ này. Một chiều. Đây, một chiều cực kỳ mượt nha này. Em test cho mình hai chiều. Hai chiều ạ. Đây. Chụp rất là mượt rồi. Cực kỳ mượt cho mình luôn. Con máy này có mã số là 19 nha anh em. Giá của máy là 2.300.000 nha. 2.3 mã số 19. Rồi mã số 20 nha anh em. Mã số 20 em sẽ lên cho mình là một con máy của dòng Biomaster. Shimano Biomaster, con này còn rất là mới luôn. Mới đẹp cho mình nha anh em. Shimano Biomaster size của máy là size 4000 SD67H nha. 67H. Thông số cước của con này là cước số 3.5 170m, cước số 4 150m và cước số 5 cho mình là 125m. Gạt cước. Gạt cước này, lưỡi gà. Cối. Ok cho mình hết nha. Tình trạng con này thì con rất là mới, hàng của nó là hàng Japan. Mã code đầy đủ. Còn rất là mới nha, mới trên 95%. Thì những anh em mình dòng này thì em đến lục tầm khoảng 4000 là vừa rồi. Dòng thì đến ngâm lăng xe. ISO đến lục được cho mình nha. Ở trong cái dòng này thì nó vừa độ câu được hết. Có ai vết đầy đủ nha anh em. Vết đầy đủ này, có rất là mượt. Một chiều cho mình. Rồi, bao mượt nha anh em. Cực kỳ là mượt luôn. Rồi, hai chiều này. Trông rất là mượt nha. Dòng Biomaster thì còn rất là mới. Con này hầu như qua sử dụng lắm. Bên Nhật chắc người ta sử dụng một lần thôi, hoặc chưa cho mình nè. Rồi con này thì có mã máy là mã số 20, giá là 3.300.000 nha anh em, 3.300.000 ạ. Rồi tiếp theo sẽ là con máy mã số 21 nha anh em. Con máy mã số 21 là một con máy của dòng Shimano, Shimano Arenos C3000. C3000 nha anh em. Shimano Arenos C3000. Con này cực đẹp nha. Con này thông số cước cho mình nha anh em. Thông số cước là cước 2.5 180m, cước số 3 150m, cước số 4 được 100m cho mình. Có dù sẵn nha. Có dù sẵn cho mình này. Đây, em sẽ test nha. Lưỡi gà này. Cối. Cối inox như này. Lưỡi gà cối inox này. Gạt cước. Mượt hết nha. Tình trạng con này thì có rất là mới. Mình nhìn kỹ nha. Mới tầm khoảng trên 90%. Con này hàng cho mình là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật như này. Malaysia xuất thị trường Nhật. Dòng mà thì anh em mình lua ISO hết sảy luôn. Tình trạng của nó là mới nha. Anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp với số điện thoại của ghi trên phần băng mong góc màn hình nha anh em, góc bên phải cho mình nha. Rồi em sẽ test máy cho mình một chiều nha anh em. Cực kỳ mượt cho mình nha, rất là mượt luôn. Hai chiều ạ. Một chiều và hai chiều rất là mượt nha. Thì những dòng ở đây anh em chốt đơn thì cứ liên hệ bên em nha. Muốn đổi tay phải trái thì em sẽ đổi cho mình. Shimano Arenos con này có mã số của máy là mã số 21, giá là 750 nha anh em, 750.000, cực kỳ mượt. Rồi mã số 22. Mã số 22 em sẽ lên cho mình được con máy nha anh em. Một con máy của dòng Malaysia nha. Malaysia dòng này của Shimano. Một con máy của dòng Shimano nha anh em. Shimano Soare nha, BB. BB nha anh em, 2500HG. Có dù sẵn nè. Con này hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật cho mình. Có mã code nha anh em. Mã code đủ luôn. Có dù sẵn.
Rồi thông số cước cho mình nha anh em, cước số 5 được 110m. Số 5 110m cho mình nha. Ok, thông số sẵn cho mình này. Số 110m cho mình. Nghe rồi. Cái dòng xoa BB nha anh em. BB thì dạng là BB của Simrose rất là cao cấp. Rồi lưỡi ga đầy đủ này, cối nút nha anh em. Cối nút, gạt cước. Những dòng này câu ISO hay câu lưu hết sạch cho mình nha. Rồi em sẽ test máy cho mình nha. Một chiều qua ABS đầy đủ nha. Một chiều này. Đây, máy rất là mượt nha. Cực kỳ mượt luôn. Cái dòng mà thì lưu hết sạch cho mình luôn. Rất là nhẹ nha em. Rồi hai chiều. Nói chung những máy ở đây thì em test cho mình lại sơ thôi. Tại vì cực kỳ mượt rồi. Không cần bàn cãi nha em. Rất là mượt. Size 2500HG. Rồi con này có mã số là sao? Mã số 22. Giá của máy là 2.200.000 nha anh em. 2.200.000. Đây, khối mượt nha. Rồi mã số 23 nha anh em. Mã số 23. Em sẽ lên một con máy của dòng Biomaster. Con này còn rất là mới. Con này hầu như là mới tinh cho mình luôn nha. Có xây xước một số sức dâm thôi, tại vì bỏ nhiều máy vào nó sẽ đụng nhau. Nó đụng sơ thôi. Rồi con máy này là của dòng Biomaster Shimano nha anh em. Shimano Biomaster 3000S nha. 3000S. Thông số cước của nó nha. Thông số cước con này là cước số 5 100m, cước số 6 được 180m nha anh em. 180m. Shimano. Con này có dù sẵn nha. Lưỡi gà này, lưỡi gà đầy đủ này, cối này. Kẹt cước này. Cực kỳ là mượt luôn. Có xây xước ở đây, tại cái này dòng này em bỏ nhiều máy chung một sọt á thì nó bị chày. Con này hàng là hàng Malaysia nha anh em. Malaysia xuất thị trường Nhật, có mã code đầy đủ này. Shimano Biomaster con này mới tầm khoảng 99% nha. 99% cho mình. Size 3000. Hết sảy nha này, cực kỳ mượt luôn. Và em test máy cho mình, test một chiều trước nha. Một chiều cho mình này, có ABS đầy đủ này. Đây, một chiều nha này, rất là mượt luôn. Rồi, hai chiều cho mình ạ. Trông rất là mượt rồi, nhưng dòng ở đây thì dạng là máy hàng stay về. Rồi, Biomaster con này 3000S nha em. Con máy này có mã số là 23. Giá của máy là 3.200.000 nha em. Giá con này là 3.200.000 ạ. 23. Rồi 24, em sẽ lên cho một con máy nha anh em. Một con máy có dòng Shimano Ultega. Shimano Ultega. Con này Shimano Ultega 2500 nha anh em. Shimano Ultega 2500. Thông số cước cho mình là cước số 2 170m, cước số 2.5 150m và cước số 3 120m cho mình. Có xây xước sơ sơ nha, không ảnh hưởng gì lắm. Đây, có gì dù luôn. Chúng con này có rất là ok. Shimano Ultega. Rồi em test máy cho mình nha, gạt cước này, lưỡi gà đầy đủ này, cối này. Con máy này thì của hàng là hàng Japan nha anh em, Ultega Japan, nội địa Nhật Bản có mã code cho mình luôn. Mã số máy là mã số 24 nha, tổng cộng đây lên mình 25 mẫu máy. Rồi em test máy cho mình, một chiều nha anh em, có ABS đầy đủ này. Em thấy cực kỳ mượt rồi, đây, rất là mượt nha. Rồi em test máy cho mình hai chiều. Ultega thì cực kỳ mượt rồi, không có bàn cãi nha anh em. Rồi con máy này có mã số cho mình là mã số 24 nha anh em. Giá của máy là 2.300.000 nha. 2.300.000. Rồi cuối cùng em sẽ lên một con máy nha. Một con máy của dòng Shimano. Shimano Biomaster. Con này còn mới cho mình này. Shimano Biomaster. Con máy này là 2500SD67E. Thông số sẵn cho mình nha anh em. Con này hàng cho mình là hàng Japan. Hàng Japan cho mình. Thông số cước cho mình. Thông số cước là cước số 2 170m, cước số 2.5 150m và cước số 3 là 120m cho mình. Lưỡi gà này. Con này chỉ có dù nha anh em, chỉ có dù chứ có cước sẵn. Đây, khối này. Gạt cước này. Rất là mượt nha. Con này ngoài còn rất đẹp, không xây xước gì lắm luôn. Thì tình trạng của nó mất một cái nắp bên, cái nắp này, cái nắp đậu ngoài thôi, không ảnh hưởng gì cả. Rồi em test máy cho mình nha, một chiều. Đây. Ultega thì cực kỳ mượt cho mình rồi. Hai chiều nha anh em. Hai chiều này. Rất là mượt cho mình nha. Rồi con máy này cực kỳ mượt, con máy này có mã số là 25 nha anh em. Mã số máy là 25, giá con này là 3 triệu nha. Giá của máy là 3 triệu cho mình ạ. Rồi tổng cộng là 25 mẫu máy nha, em gửi cho anh em mình. Ưu tiên em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo em kêu trên màn hình bên phải nha. Anh em để ý dữ lưu ý giùm là màn hình bên phải cho mình. Duy 0965332127. Thì ngày mai em sẽ lựa cho mình lên một cần lô cần hàng tuyển như này. Lô hàng tuyển em về sẽ tay về. Thì anh em đừng không bỏ lỡ video của em nha. Ưu tiên anh em cho em được đăng ký, bật thông báo sớm nhất để em lên video thì mình nhận được thông báo nha. Thì mình có thể tham vào tham khảo được kỹ những mẫu máy và cần. Anh em về rất là nhiều. Thì bên em hàng bãi thì rất là nhiều nha. Trung bình một ngày em sẽ lên một video hoặc hai video cho anh em mình lựa chọn dễ hơn.
Thì những video em lên thì hầu như bán cũng được tầm khoảng một nửa nha em, tầm khoảng một nửa và gần hết cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha, xem video của em. Chúc các em một ngày tốt lành ạ.